ấy. Đặt thế nhỉ. Em ơi, em xót lắm. Vừa làm gì mà lo thế? Ba giờ rồi. À, em ơi, trời quá. Mày xong chưa? Về thôi. Đây 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 đây. Chính, mày lấy mua xe này mới à? Đẹp thế, quá thế. Mày làm gì sửa đấy? Hôm trước về bố tao bán bò luôn đấy. Ngon. Các bạn này, mày về mày ở bố mày mua một cái thế này đi thêm nó xuống. Nhưng mà tao sợ lắm. Nhà tao có tiền đâu. Với lại mày không nhớ à? Phải đủ 18 tuổi mới được lái xe cơ mà, lại còn bằng lái xe nữa chứ. Rồi à, có xe rồi khác biết đi. Không có tiền thì bán bỏ. Mày lúc nào đủ 18 tuổi thì mà tao có, mày về mày bảo bố mày mua một cái đi. Nhưng mà nhà tao chỉ có 2 con bò thôi, còn phải để cày nương nữa. 2 con, 3 con là đủ mà. Được rồi. Lên xe ta đi. À thử. Dính ơi, mình đi chậm chậm thôi. Mà cháu bị đỏ mặt rồi. Đi thì mày bỏ nhanh à. Không đặt chất thôi nhá.
bỏ mũ bảo hiểm này. Đi, con đi. Có việc gì mà đi học rồi, thế nào rồi? Phải chăm chỉ học cái chứ, nghe chưa? Vâng ạ. Thế, có việc gì? Nói tao nghe xem nào. Bố mẹ ơi, bố mẹ mua cho con một cái xe như kiểu của học sinh nhé. Siêu đẹp, đi nhanh nhanh, ngồi ở đây, đỡ mỏi cái chân. Mà vì áo con khá lát đến luôn rồi. Nếu khi nào có xe, con có thể về nhanh để giúp bố mẹ làm việc. Bố mẹ muốn đi đâu, con chở đi. Rồi đón mấy đứa em con đi học về, chúng nó đỡ phải về muộn và vất vả nữa. Ôi giảm ơi, mua cái xe này nhiều tiền lắm. Không được đâu, vừa bám bò thì lấy gì để cày nương, để trồng ngô, trồng đậu. Nhà mình nghèo, lại nhiều em, lấy gì mà ăn. Vậy thì bố mẹ bán một con bò to đi, là đủ tiền mua xe mà. Nếu bố mẹ mà không mua xe con, thì con sẽ không đi học. Thôi, bố vừa à, bán một con bò to đi, mua cho nó cái xe để đi học cho đỡ mệt vậy. Còn con bò bé, cho nó ăn nhiều nhiều tốt, cho nó lớn để làm việc. Với lại mua xe về rồi, khi nào chở phân, chở ngô hay có người ốm thì đưa đi viện sẽ nhanh hơn. Mẹ người nói phải đấy. Chủ nhà này, hai bố con mình ra bỏ ra chuẩn bị là chủ ngô xe vậy. Bố, bố nhớ nhá, bố nhớ bảo dưỡng là người đấy nhá. Bây giờ bố con mình đi chăn bò đã. Chào tạm biệt các bạn. Đi đi các bạn nhé. Chào tạm biệt các bạn.